Xin chào tất cả các bạn, mình là Thợ Ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ quay một video để kiểm tra khả năng việc của cái mạch dimmer mình mới mua này. Đây là mạch dimmer 4000W, công suất tính 4000W, dùng công suất ổn định là 2000. Mình mua nó giá tầm 100.000. Này mình sẽ sử dụng máy sóng kiểm tra nó. Đây là cái sơ đồ mạch của nó, mình đã vẽ lại đây. Nhìn nó hơi cồng kềnh một tí so với các mạch dimmer khác trên thị trường. Dây AC vào thì có một dây là đi thẳng đầu ra thôi, còn một cực thì sẽ được đóng ngắt theo cái khoảng thời gian khác biệt, đóng ngắt theo cái khoảng thời gian khác nhau để thay đổi được cái điện áp đầu ra này. Đóng ngắt qua cái con jack là BT416600 này, và để đóng ngắt của nó sẽ sử dụng một con điếc DB3 này. Thì điện áp điều khiển điếc DB3 được lấy từ một con biến trở 500K2W này, qua con này này. Điện áp vào qua cầu chì, qua con biến trở này, qua một con 47K, là con nhỏ nhỏ ở đây, để cấp vào con điếc này để tạo ra cái khoảng đóng mở khác nhau. Và cái điện áp này được lọc vào một con tụ 0,1 mi, con tụ này. Nhưng mình thấy nó đặc biệt một chỗ gọi là cồng kềnh là do có một cái cầu diode. Đây, cầu diode này là nó lại điện áp vào và ra của con điếc ấy, hoặc là gọi là điện áp kích chân G ấy, được mắc qua cầu diode, qua hai con tụ à, qua hai con điện trở để đưa về điện áp ACC vào. Mình nhìn nó hơi cồng kềnh, cái này chắc nó là hàm truyền của cái mạch này thôi. Lát mình sẽ đo cái điện áp này. Còn để giải thích về hàm truyền thì mình cũng không đủ tầm. Các bạn có thể xem ở trên video trên YouTube có bác Thanh Nguyễn người ở Mỹ ấy, nhưng mà bác làm video giải thích bằng tiếng Việt về các mạch cơ bản nó sẽ sâu hơn, bác còn có công thức tính. Mình chỉ đoán đây là phần hàm truyền nó thôi, chứ mình cũng không đoán được, vì nhiều cái mạch ở trên thị trường và nhiều bác làm YouTube rồi nó cũng chẳng có phần này đâu. Tôi bỏ qua. Và để lắp vào ra nè, được lọc thêm bởi con tụ và điện trở này. Sau mình sẽ câu điện để kiểm tra nó, rồi lát nó sẽ lên hệ sóng soi. Cái này là máy hiện sóng hai tia mà soi thì các bạn phải cẩn thận nhé, vì dây mát của hai cái máy hiện sóng là hai que đo là chung nhau, và các bạn muốn đo thì phải để ý này, chân AC nó ra chân một chân chung, nó ra chân này này. Nếu mà hai dây mát của máy hiện sóng mà đưa vào đúng hai cực của AC là đi luôn, chỉ hai dây mát của máy hiện sóng của que đo ấy cùng đưa vào một cực AC thì nó đảm bảo an toàn được. Vì máy hiện sóng cơ bản là nó không cách ly được hai que đo mà nó sẽ chung nhau. Nếu mà canh muốn cách ly thì phải máy hiện sóng rất là xịn. Mình giảm độ sáng, làm độ sáng bình thường này. Thì sau đây mình sẽ đo AC vào này, AC ra này, và chung nhau một cái AC này để nối kẹp mát. Máy này sẽ mình cái một bên. À, cái này.
nhìn nó hơi nhiễu nhá, mình giảm này, rồi sao nó nhiễu này nhỉ, không biết do cái đò của mình như nào. Nó sẽ cắt theo từng đỉnh một nhé. Khi mà mở toàn phần này, à, dồn hai thằng cùng nhau cho dễ nhìn nhé. Nó cắt những cái nửa một. Sao nó cắt từ nửa một này. Cái này có thể do máy sóng mình que đo có vấn đề, nó hơi nhiễu, khi là mất hẳn này, tăng độ sáng lên này. Nó sẽ cắt từng nửa một, từng nửa của cái hình xin một này. Nó sẽ tăng dần, bắt đầu từ biên. Úi giời, scope lại nha, stop. Với đặc điểm như thế này ấy, thì là cái đỉnh xung nó vẫn là 220, đỉnh của biên độ dao động nó vẫn là 220. Nên là một số bạn có bán cái mạch này chạy cho đồ nội địa Nhật ấy, để giảm xuống 100 hoặc là 110 ấy. Nhưng trên thực tế là cái đỉnh nó vẫn là 220. Đối với những cái con tụ mà của dòng máy nội địa 110, điện áp chịu đựng nó sẽ thấp hơn, nó chắc chỉ tầm 150 thôi. Nhưng nếu mà các con tụ của dòng 220 điện áp chịu đựng nó phải lên tầm 400, 450, và con của dòng nội địa nó chỉ tầm 250 thôi, thì nó sẽ không thể chịu được cái đỉnh xung này, nó sẽ rất dễ chết. Nên là đối với cái hàng nội địa, tùy theo hàng nội địa Nhật nó mới chạy được cái mạch này thôi, cái mạch dimmer thôi. Mạch dimmer nó chỉ phù hợp cho những cái tải phần trở, ví dụ như máy xo chạy cho quạt thì cũng ăn thua, về quạt cũng sẽ nóng. Mình cũng đang chưa tìm hiểu tại sao cái xung của thằng, cái đường biên của thằng này lại kém hết. Rồi kệ, mình nhìn sơ sơ cái hình này thôi. Tôi cho vào chung nhau dễ nhìn. Mình sẽ cho lại về giữa đây. Điện mình lấy ở li oa ra mà vẫn nhiễu, không hiểu. Cho chạy lại lần nữa này. Tăng độ sáng thì nó sẽ cho cả chu kỳ qua. Giảm độ sáng. Stop lại. Sắp tới mình sẽ có dự định là mình sẽ chuyển một số đồ của nội địa Nhật sang 220. Nên là mình mua mạch này về để mình tìm hiểu, và mình sẽ chỉ chuyển được một số đồ nội địa mà nó chạy tải thuần trở hoặc là nó không sử dụng quận quận dây, không sử dụng quận cảm. Nó sẽ qua cầu diode để lắn về một chiều ấy. Thì mình dùng cái này để thử xem, tìm hiểu nó có thể đưa nó về được không. Và lúc đấy mình sẽ phải lâng con tụ nó đi, lâng mỗi con tụ lọc DC của các thiết bị. Và khi đấy thì điện một chiều về cơ bản nó cũng đã thành thấp rồi, nó chỉ có cái đỉnh của xung là cao thôi, nhưng mà sau khi lọc nó thấp, chỉ cần thay một con tụ. Còn đối với mạch nào mà có yêu cầu về kiểm tra tần số điện áp vào ấy, thì với sóng này nó sẽ không đảm bảo được tần số điện áp vào, thì mình sẽ phải độ thêm một cái mạch nữa để tạo đúng cái tần số điện áp vào. Mình định đo thêm cái điện áp ở da của cầu đốt này, nhưng mà thôi, cơ bản nắm nguyên nắm nắm được cái sóng đầu vào đầu ra, thì trời đang mưa rồi, sấm rồi, mình sợ mất điện. Bây giờ video mình đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.